Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 25 hình tam giác, diện tích hình tam giác. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Ở đây đối với bài tập, các em nên bấm tạm dừng video, các em làm bài trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi, trong video hôm nay, các em sang tiết 3, bài 1. Viết câu trả lời thích hợp vào chu chấm. Diện tích của hình tam giác có độ dày đáy 5cm và chiều cao 4cm là... Trước hết là các em nhớ lại công thức tính diện tích của hình tam giác. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dày đáy nhân với chiều cao tương ứng cùng đơn vị đo rồi chia cho 2. Cụ thể chúng ta có công thức S bằng A nhân H chia cho 2. Trong đó S là diện tích, A là độ dày đáy và H là chiều cao. Rồi, áp dụng công thức này thì các em có thể tính diện tích của hình tam giác có độ dày đáy là 5cm, chiều cao là 4cm. A nhân H chia cho 2. Ở đây A bằng 5cm và H bằng 4cm. 5 nhân 4 chia 2 bằng 10cm vuông. Các em nhớ đơn vị đo. Ở đây phải là cm vuông nha. Tiếp theo là các em tính diện tích của hình tam giác có độ dày đáy là 4 dm và chiều cao là 6 dm. Trong trường hợp này là A bằng 4 dm và H bằng 6 dm. Vậy diện tích là 4 x 6 chia cho 2 bằng 12 dm vuông. Bài tập số 2, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Diện tích của hình tam giác có độ dày đáy 7cm và chiều cao 6cm là A, B, C hay là D? Rồi, trong trường hợp này A bằng 7cm, H bằng 6cm thì diện tích sẽ là A nhân H chia cho 2, 7 nhân với 6 chia cho 2 bằng 21cm vuông. 21cm vuông, các em chọn đáp án B. Bài tập số 3, viết câu trả lời thích hợp vào chỗ chấm. Một tấm kính có dạng hình tam giác vuông như hình bên. Diện tích của tấm kính là... đối với hình tam giác vuông, nếu các em coi một cạnh góc vuông là đáy thì cạnh góc vuông còn lại nó chính là chiều cao tương ứng. Trong trường hợp này thì A bằng 8m và H cũng bằng 8m. Như vậy diện tích của tấm kính là 8 x 8 chia cho 2 bằng 32m vuông. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Hình chữ nhật MNPQ có chiều dài là 20cm và chiều rộng là 10cm. Diện tích hình tam giác MNP là A, B, C hay là D? Rồi, chúng ta biết là hình tam giác MNP, tức là hình tam giác màu xanh, là hình tam giác vuông. Bởi vì MNPQ là hình chữ nhật, cho nên góc đỉnh N là góc vuông. Đối với hình tam giác vuông, thầy giáo nhắc lại, nếu các em coi một cạnh góc vuông là đáy thì cạnh góc vuông còn lại nó chính là chiều cao tương ứng. Ở đây các em coi MN là đáy thì NP nó chính là chiều cao tương ứng.
MN bằng 20 cm và NP bằng 10 cm rồi. Thì diện tích của hình tam giác màu xanh này chính là 20 nhân 10 chia cho 2 bằng 100 cm vuông. Các em chọn đáp án B. Bài tập số 5, các em viết số tích hợp vào chỗ chấm. Một cánh diều có dạng hình tứ giác ABDC như hình bên. Hai đoạn thẳng AD và BC vuông góc với nhau tại Y. Biết độ dài đoạn thẳng AD là 60 cm. Độ dài đoạn thẳng BC là 40 cm. Y là trung điểm của BC. Y là trung điểm của BC có nghĩa là IB bằng IC. Độ dài đoạn thẳng IB bằng độ dài đoạn thẳng IC và bằng IB bằng IC và bằng BC chia cho 2, tức là bằng 40 chia cho 2 bằng 20 cm. Diện tích hình tam giác BAD là bao nhiêu cm vuông? Hình tam giác BAD có đáy là AD, chiều cao tương ứng là BI hay là IB, mà AD người ta cho bằng 60 cm rồi. BI chúng ta vừa tính được BI hay là IB bằng 20 cm. Vậy diện tích của hình tam giác BAD bằng 60 là đáy nhân với chiều cao tương ứng là 20. Chiều cao tương ứng là 20. 60 nhân 20 chia cho 2 bằng 600 cm vuông. Diện tích hình tam giác CAD là bao nhiêu cm vuông? CAD có đáy cũng chính là AD bằng 60 cm. Chiều cao tương ứng chính là IC bằng 20 cm. Như vậy, diện tích của hình tam giác CAD cũng là 60 nhân 20 chia 2 và bằng 600 cm vuông. Diện tích hình tứ giác ABDC là chúng ta có nhận xét diện tích của hình tứ giác ABDC bằng diện tích hình tam giác ABD cộng với diện tích của hình tam giác CAD, tức là bằng 600 cộng 600 bằng 1.200 cm vuông. Rồi, bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.